Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025 với mục tiêu hỗ trợ phát triển ít nhất là 30 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp trong năm nay. Cụ thể, thành phố sẽ đẩy mạnh truyền thông về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tổ chức ngày hội của các ngành lĩnh vực gắn với tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, từ đó thu hút các nguồn quỹ đầu tư. Thành phố cũng sẽ hoàn thiện các không gian làm việc chung, cổng thông tin khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phố, xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch từ khi đề án hỗ trợ với tổng kinh phí riêng trong năm nay là 6,2 tỷ đồng.